Xin chào quý vị và các bạn, mình là Đăng, nhân viên kỹ thuật bên linh kiện ST. Tiếp theo series về IC nguồn thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một số sản phẩm IC nguồn tiếp theo của bên mình, như là con MIP0225SI, MIP0244SD, MIP0244SI và MIP0254. Thì đối với bạn nào mà lần đầu tiên theo dõi kênh của mình thì mình xin giới thiệu linh kiện ST là một cửa hàng chuyên cung cấp các loại linh kiện, các loại IC và tụ cho các cửa hàng sửa chữa và các xí nghiệp. Thì bên hiện thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về con MIP0225SI. Đây, như quý vị có thể thấy, đây là sản phẩm MIP0225SI của bên mình. Thì với sản phẩm MIP025SI này thì bên mình hiện đang là con là sản phẩm tháo máy. Thì bên mình mặc dù là sản phẩm tháo máy nhưng quý vị có thể thấy là ngoại hình của nó vẫn còn rất là đẹp. Và bên mình đã kiểm tra trên mạch và đảm bảo sống 100% các con này cho quý vị nhá. Đây, quý vị có thể nhìn rõ ngoại hình của con MIP225. Đấy, quý vị đã thấy rõ chưa? Tiếp theo thì mình xin giới thiệu cho các bạn về con MIP0244SI. Đây quý vị nhá, ngoại hình của con MIP0244SI của bên mình nó như thế này. Đây cũng là sản phẩm tháo máy các bạn nhá. Thì sản phẩm tháo máy này của bên mình cũng đã được kiểm tra và đảm bảo sống 100%. Đây quý vị có thể thấy sản phẩm này nó có 6 chân tất cả. Đây quý vị có thể thấy MIP0244SI. Thì sản phẩm MIP0244S của mình thì có rất là đầy đủ. Ngoài MIP0244SI thì mình có cả cung cấp thêm cả sản phẩm MIP0244SD. Thì với sản phẩm MIP0244SD này của bên mình là sản phẩm mới chính hãng 100% và đảm bảo sống, tất cả những sản phẩm bên mình là đều đảm bảo sống 100% nhé các quý vị nhé. Đây quý vị có thể thấy nó đều có 6 chân, nó sẽ tương tự như là sản phẩm SD này. SD và SI thì nó đều có 6 chân như quý vị có thể thấy ở trên hình. Đây là sản phẩm mới 100%, còn đây là sản phẩm tháo máy và đã được test kiểm tra kỹ trên mạch. Ở tiếp theo thì mình xin giới thiệu cho các bạn về con MIP0254. Đây, sản phẩm MIP0254 đây. Thì con này là có 7 chân và sản phẩm của bên mình cung cấp là hàng mới chính hãng 100%. Đây là con IC nguồn MIP0254 Deep 7 chính hãng 100% quý vị nhé. Đây, quý vị có thể nhìn thấy, đây là ngoại hình bên ngoài của nó. Vì đã nhìn rõ rồi. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn 4 sản phẩm của bên mình, bao gồm con MIP0225SI, sản phẩm MIP0244SI chính hãng. À, đây là hàng tháo máy, còn sản phẩm chính hãng là con MIP0244SD, sản phẩm chính hãng 100%, và cuối cùng là sản phẩm MIP0254, cũng là hàng mới 100% quý vị nhé. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Link của các những sản phẩm này mình sẽ để dưới phần mô tả. Và các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho nhân viên bên mình để có thể chăm sóc cho quý vị được tốt hơn. Nên tạm biệt và hẹn gặp lại.